Chào các bạn, đây là thành phẩm của món giò thủ, giò tai heo mình vừa mới làm xong đây. Phần giò rất là ngon và mềm nữa, không hề bị khô cứng một chút nào cả. Và làm sao để chúng ta có thể làm được cái món giò thủ, giò tai heo như thế này? Thì mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm món này các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món giò xào rất là đơn giản và cái phần giò nó không bị cứng cũng như là rất là mềm, ăn thì lại có cái độ ngon nữa. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai cái tai heo. Hai cái tai heo này là 700 gram các bạn nhé. Một cái lưỡi heo và một cái phần thịt bắp. Thịt bắp này là 500 gram, còn cái phần lưỡi heo này là 700 gram nhé. Mộc nhĩ các bạn dùng cho mình 20 g, sau đó ngâm bằng nước nóng để cho nó nở ra hoàn toàn, cắt hết phần chân. Ớt, sả, gừng, hành khô. Và món này thì không thể thiếu được đó chính là hạt tiêu. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sơ chế thật là sạch phần lưỡi và tai heo các bạn nhé. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái nồi nước, sau đó thêm vào một muỗng cà phê muối để chúng ta sơ chế phần tai heo và lưỡi. Đun sôi phần nước này lên nha. Sau khi phần nước sôi như vậy rồi thì các bạn sẽ cho phần lưỡi heo vào đây trần 2 phút để cho nó ra được những cái phần trắng phía ngoài của cái mặt lưỡi như thế này. Sau khi các bạn trần được 2 phút rồi thì các bạn sẽ vớt cái phần lưỡi heo này ra nhé. Sau đó các bạn cho phần tai vào trần. Phần tai thì các bạn sẽ trụng cho mình cái phần dưới của tay như thế này thôi để cho nó hết đi cái mùi hôi. Sau đó trần một cái. Sau khi trần xong thì các bạn sẽ cho cái phần tai heo ra đây để rửa thật sạch. Bạn sẽ dùng một con dao nhỏ để cạo sạch phần phía trong của tai heo. Cạo hết cái phần lông này đi các bạn nhé. Sau khi mà các bạn sơ chế xong phần tai heo rồi thì đến phần lưỡi heo nhé. Các bạn sẽ cạo hết cái bờ trắng ở phía ngoài này đi. Đây các bạn nhé, sau khi mà các bạn sơ chế xong thì các bạn sẽ thấy ra cái phần lưỡi nó sạch như thế này. Bây giờ các bạn sẽ rửa lại với nước và để ráo. Các bạn sẽ chuẩn bị một nồi nước để chúng ta luộc chín phần tai heo các bạn nhé. Sau đó các bạn sẽ cho phần tai heo vào. Phần lưỡi để thái được dễ hơn thì các bạn sẽ cho vào đây trụng qua 5 phút. Còn phần tai heo thì các bạn sẽ luộc chín 10 phút là nó sẽ chín các bạn nhé. Sau khi các bạn luộc được 5 phút như vậy rồi thì các bạn sẽ vớt cái phần lưỡi heo ra nhé. Phần tai heo thì các bạn luộc tiếp cho mình thêm 5 phút nữa là nó sẽ chín. Ở đây sau khi các bạn luộc được 10 phút rồi thì các bạn sẽ tắt bếp nhé. Sau đó vớt phần tai heo này ra. Rất là thơm. Phần tai heo sau khi mà các bạn vớt ra như vậy thì các bạn sẽ cho vào một cái tô nước đá lạnh như thế này.
để cái phần tai nó được giòn và không bị thâm. Sau khi các bạn đã ngâm cái phần tai heo nó được nguội rồi thì bây giờ các bạn sẽ thái nhé. Các bạn sẽ chia phần tai heo ra làm đôi, sau đó thái thành những cái miếng có độ dày từ 0,5 đến 0,7cm như thế này. Các bạn không nên thái mỏng quá nhé. Phần lưỡi heo này thì các bạn cũng sẽ thái thành những cái miếng có độ dày từ 5 đến 7 cm như vậy nhé. Hoặc là mỏng hơn. Đó. Đến cái phần to thì các bạn tách đôi ra, sau đó các bạn thái. Phần thịt bắp này thì các bạn cũng sẽ thái thành những cái miếng vừa phải. Bây giờ thì các bạn sẽ ướp gia vị nhé. Ở đây thì các bạn sẽ ướp cho mình đó là 2 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê tiêu. Nếu muốn ăn cay nhiều hơn thì có thể dùng 3 muỗng nhé. Sau đó thì các bạn sẽ trộn đều để cho cái phần thịt ngấm đều gia vị. Các bạn bóp mạnh một chút để phần nguyên liệu này ngấm gia vị hơn nhé. Sau khi mà các bạn bóp ngấm, bóp thấm rồi thì các bạn sẽ ướp trong khoảng thời gian là 1 giờ đồng hồ. Phần mọc nhĩ hay còn gọi là nấm mèo, các bạn sẽ thái. Thành những miếng có độ dày từ 0,5 đến 0,7cm như thế này. Sau khi mà các bạn đã ướp phần thịt được 1 tiếng rồi, bây giờ chúng ta sẽ xào nhé. Trước hết là các bạn sẽ xào cái phần hành khô cho mình thật là vàng. Khi mà các bạn thấy cái phần hành nó vàng lên như vậy rồi thì các bạn sẽ cho cái phần thịt vào để xào. Sẽ xào phần thịt này trong khoảng thời gian là 15 phút các bạn nha.
Khi mà các bạn xào được 5 phút rồi thì các bạn sẽ cho cái phần nấm mèo hay còn gọi là mọc nhĩ vào. Các bạn xào chung. Cái phần nấm mèo hay mọc nhĩ này các bạn phải xào từ 10 đến 15 phút thì cái phần nấm mèo nó mới không có bị khêu các bạn nha. Các bạn đảo đều lên. Và khi mà các bạn xào giòn như thế này thì các bạn sẽ để lửa trung bình cho mình, không để lửa lớn quá nhé. Đây, sau khi mà các bạn xào được còn 2 đến 3 phút nữa thì các bạn sẽ cho một chút tiêu sọc, tiêu đen nguyên hạt vào các bạn nhé. Các bạn đảo qua 2 phút nữa thì chúng ta sẽ cắt tiếp. Sau khi mà các bạn đã đảo được thêm 2 phút nữa rồi thì bây giờ các bạn sẽ tắt bếp nhé. Sau đó thì các bạn sẽ chuẩn bị khuôn để chúng ta cho cái phần giò này vào. Ở đây thì các bạn sẽ làm cái phần khuôn này vào nha. Các bạn sẽ lót lá chuối vào đây nha. Các bạn sẽ cho cái phần giò này vào khi nó còn nóng như vậy nhé. Các bạn muốn ăn cay thì các bạn có thể thêm ớt vào. Thêm nguyên cả trái rồi chúng ta ép nhé. Các bạn cho vào được một chút như vậy thì các bạn sẽ dùng cái muôi này các bạn nén chặt xuống. Khi mà các bạn cho vào đầy cái khuôn như vậy rồi thì các bạn sẽ gói nó lại nhé. Sau đó các bạn đặt khuôn. Các bạn sẽ đặt cái phần dọc này này, nó song song, nó cùng chiều, cùng hướng với cả hai cái bên mà chúng ta cần làm. Đó. Cho vào, sau đó nén xuống. Các bạn nén càng chặt tay thì cái giò của chúng ta nó sẽ càng ngon. Xoáy hết tốt nha. Sau khi mà các bạn đã xoáy xong rồi thì các bạn sẽ để ở ngoài cho nó thật là nguội, sau đó để vào trong ngăn mát tủ lạnh từ 6 đến 8 tiếng các bạn nhé. Bạn ơi, đây là cái phần giò sau khi mà các bạn đã làm được để vào trong ngăn mát tủ lạnh từ 8 đến 10 tiếng. Đấy. Các bạn tháo chốt, sau đó chúng ta lấy cái phần giò này ra nhé. Đây các bạn ơi, wow, cái phần giò ngon quá luôn. Đây, các bạn thấy không, cái phần thịt nó rất là hồng và ngon như thế này. Mình sẽ chia thành những cái miếng vừa phải vừa ăn. Nó cũng sẽ có cái độ dày khoảng tầm 2cm như thế này các bạn nhé.
Nếu như mà các bạn không có lá chuối thì các bạn có thể sử dụng các cái túi thực phẩm ấy. Các bạn à bó, các bạn cho vào trong cái khuôn giò ấy để chúng ta bó. Thì lúc lấy ra nó sẽ dễ hơn, rất là dễ. Giò này thì có rất là nhiều cách thái, các bạn có thể thái để sắp hình đồng tiền. Giò nó rất là chặt. Đây các bạn ơi, và đây là toàn bộ thành phẩm của cái món giò mỡ giò thủ như thế này đây. Đó, có rất là nhiều cách để chúng ta có thể cắt được cái phần giò này. Và đến đây thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.